À, câu thứ 8. A Di Đà Phật bạch thầy, con là một Phật tử đã tu học Phật pháp. Con rất muốn khuyên nhủ bạn bè đồng nghiệp người thân hướng về Phật pháp, khơi dậy lòng từ bi giúp họ nhận diện tham sân si là xấu ác, nhưng quả thật là rất khó. Mong thầy chỉ bảo giúp con điều đó, phải chăng do cá nhân con thực hành Phật pháp chưa sâu hay là sự si mê tham đắm của người đời quá lớn khiến cho họ tuy có duyên được nghe Phật pháp mà cũng như không ngã cả hai có thể nói gì cả hai cả hai đó là sao đó là cả cái sự học Phật và tu Phật của mình gì chưa sâu chưa chín muồi cho nên lời nói của chúng ta gì chưa đủ à, hiệu lực chưa đủ cái công năng công dụng để gì để thuyết phục lòng người cái việc thứ hai Thời nay cách Phật đã xa Gọi là thời mạt Pháp Vào thời kỳ đầu của thời kỳ mạt Pháp của Giáo Pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta Cho nên Chúng sinh Đức Phật nói thời mạt Pháp thì căng cường khó độ Tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến tủ, giấy, cầm, thủ giới cấm thủ vân vân Tất cả những cái điều đó Rất rất là nhiều Đối với chúng sinh thời mạt này Cho nên Họ chỉ thích thì ham đắm ngũ dục lục trần Thích ăn chơi Thích đua đòi Thích ngủ nghỉ Thích nhậu nhạt Thích cờ bạc Thích cá độ Thích đủ các thứ ở trên đời Mà tận Những cái thích đó Phần lớn là gì? Những cái thích rất xấu Nhưng họ vẫn cứ thích Chúng ta bảo họ rằng á Cờ bạc á có ngày gì bán nhà có ngày vợ con không có nhà có ngày ra đêm mà ở rượu chè thì làm gì tan nát gia đình đó nhưng chúng ta bảo họ cái người nghiện rượu nghe không không họ cho rượu là gì vợ con có thể bỏ rượu không coi là không thể bỏ được họ cho rằng gì vợ con có thể bỏ nhưng cờ bạc không thế thế bỏ được đời nó là thế vì sao vì họ nghiện họ nghiện rượu họ nghiện cờ bạc Tất cả vì lòng gì? Vì lòng tham, về lòng ích kỷ của bản thân, vì tự ngã vậy. Nay chúng ta đem gì? Bảo Phật nói là gì? Cờ bạc là xấu. Như các cụ nói là cờ bạc là bác thằng bần cửa nhà bán tất bước chân ra tù. Chúng ta nói như vậy họ có nghe không? Không nghe. Chúng ta bảo Phật bảo là gì? uống rượu là gì? Là xấu. Họ nghe không? Không nghe. Thậm chí những cái vị nguyên thủ quốc gia, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, họ vẫn uống rượu họ vẫn thích uống rượu chúng ta bảo rượu là xấu chúng ta đối trước mặt của một vị tổng thống một vị thủ tướng mà nói gì ôi giời uống rượu xấu lắm những người uống rượu là xấu lắm chúng ta có nói nói thế được không không nói được không nói được không thể nói như thế được chúng ta vẫn biết là đức phật nói uống rượu là xấu uống rượu là gì là làm lu mờ đến trí tuệ đánh mất đi ý chí nếu chúng ta say xỉn nhưng mà thì sao họ vẫn thích à, nghiệp của họ nghiệp cái của chúng sinh cho nên tôi mới nói gì cả hai đó là do cả mình khi mà mình nói mà họ không nghe họ không thực hành theo chính pháp mà thậm chí còn phỉ báng nữa thì đó thì mình biết rằng á, nhân duyên của chúng sinh với phật pháp quả thực là gì chưa có hoặc có thì rất ít hoặc là gì Một phần nữa cũng ra gì Do đạo lực của mình, đạo tâm của mình chưa được Chưa được cao, chưa được sâu Cho nên tiếng nói của mình Chưa có trọng lượng Tôi lấy ngay ví dụ từ tôi thôi 20 năm trước Khi tôi mới xuất ra Mới là chú Tiểu, mới lên sư bác Tôi lên sư bác tôi đã học giảng kinh rồi Tôi học giảng kinh từ Năm 1998 rồi Tức là khi đó tôi mới sư bác được một năm Là tăng ni sinh năm đầu tiên Sang năm 99 thôi đó thì Đã thực sự ngồi trên bục giảng để giảng kinh rồi Tức làm tăng sinh năm thứ hai của trường trung cấp Phật học Hỏa Tây Ngày đó là à, Cố Hòa Thượng Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành là viện chủ của chủ Hương Tức là cũng là trong sơn môn của ông của chúng tôi Vừa là thầy vừa là ông Vì cụ là người thế phát cho tôi Nhưng sau này bảo tôi à, Nương vào à, sư phụ của tôi bây giờ để thọ giới ở ngoài này để đi học sớm hơn, để cho nên từ đệ tử xuống thành cháu vì ngày xưa tôi xuất gia trong chùa hương xin cụ là đệ tử và cụ nhận tôi là đệ tử nhưng sau này thì không biết vì một dân duyên nào thì cụ lại bảo thôi ở ngoài chùa Vạn Niên cho ra đấy và sau này cạo tóc xong thì bảo thôi ở đây để để làm đệ tử của À, ông minh ở đây luôn ở sám hối sư phụ thì ngày xưa cũng nói như vậy nó đệ tử ông minh đây luôn thì thọ giới ở ngoài đi học luôn ở trong chùa hương bây giờ còn rất nhiều các ông các chú các bác đi tu trước chú là mấy năm rồi bây giờ vẫn còn ở đấy à. chú là người dân tộc đầu tiên xuất gia ở trong giáo phái giáo việt nam mà ngày xưa ở nhà đó thì không được học thì bây giờ ở ngoài này đó, thì ông ấy không có không có đệ tử nhiều cho nên ở đây là ông cho đi học luôn, cho nên ở đây thì gọi mà đi, mà đi học. đó cho nên đó, vừa là thầy, vừa là ông là như thế. Thế cụ có, um, Cô có, có, cụ cô có bảo với chúng tôi rằng đó, phải học giả phải học giảng đạo phải học giảng kinh cho các phật tử thì sau này mới có thể nối được mạng mạch của như lai cho nên cụ ấy bảo với chúng tôi là 10 lớp chúng tôi là lúc đó có hơn 100 vị sư hơn 100 tăng đi học cái lớp trung cấp đấy và có 10 vị tăng còn lại toàn các thầy ni hơn 100 ni mà có 10 vị tăng 10 mì chính cánh ở trong gì ở trong một lớp học cụ bảo đấy hoàng truyền được Phật pháp hay không sau này là gì nương nhờ vào các ông đấy cho nên là phải lo học và cụ bắt sang năm thứ hai là các cụ bắt gì học giảng học giảng kinh rồi học trung cấp năm thứ hai là các cụ bắt giảng đức pháp chủ ngày đó ngài chưa lên pháp chủ ngài là hiệu trưởng rồi. ngài là trưởng ban trị sự và giáo tỉnh hà tây là hiệu trưởng trường trung cấp phải học hà tây ngày xưa ngài cũng gì bắt chúng tôi là 10 ông tăng phải học giảng kinh giảng cho các phật tử nghe đó học giảng kinh từ ngày đó như các quý vị biết Ngày đó tuy tôi học giảng kinh Tuy tôi ngồi lên tôi ngồi lên bục giảng tôi giảng Nhưng có mấy người tin tôi không? Không Rất ít Xin thưa các quý vị tôi giảng kinh cho 30 bà vãi ở chùa Ngày đó là cụ sư phụ tôi cho vào Cụ tổ chủ hương và sư phụ tôi cho vào Trong cái chùa Ngọc Tân ở Dĩ Yên Sở Hoài Đức Có 30 bà vãi đi lễ mùng 1 ngày rằm Sáng thì ra lễ khoảng độ 8 giờ vào khóa lễ cúng Phật Cúng khật khà khật với mấy ông thầy thống nữa Chống chiêng cúng canh kệ a ê a Tôm tôm trứng 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 tôm đấy cho đến là 10 giờ thì xong 10 giờ thì xong thì Bắt các Phật tử phải ngồi lại để gì? Để nghe mình giảng Thực sự là mình gì? mình đang tập sự Mấy bữa trước học giảng thì ngồi trong phòng xoay cái gương để gì? Để giảng Ngồi trước cái gương, cái gương ngày xưa trong phòng của tôi ấy, về đó có một cái tủ của cái quý thầy trước thì để lại ở trong cái tủ đó cái gương và tôi ngồi làm cái ghế đó trước cái gương tôi giảng giống như tôi đang ngồi trước màn hình các quý vị này đã tôi giảng giảng trước cái gương giảng trước gương xong rồi mới bắt đầu đem ra để giảng cho mấy bà vãi mình nghe à, mấy bà vãi trong chùa nghe mà thậm chí 10 giờ rồi chưa họ muốn về thổi cơm ơi, mình phải nói là chưa được về các cụ phải ngồi lại đây nghe gì nghe tôi giảng <laughs> đã ngồi lại nghe giảng ngồi nghe giảng thì các vị biết không, có 30 bà vãi thì 20 bà ngủ gật, 20 bà gì, tựa cột ngủ gật rồi. Có 10 bà thì mất được 5 6 bà ăn trầu nói chuyện nhỉ. Nhưng vẫn cứ gì, giảng đến 11 giờ vẫn không tha cho người ta. <laughs> Đấy. Cho nên đó, ngày mới học đạo, mới vào đạo đó, cũng giảng kinh, cũng bắt người ta gì ta nghe, nhưng có 30 bà thì gì? 20 bà ngủ gật còn gì, mấy bà ăn trầu còn chỉ có 1 2 bà gì. Ngồi nghe mình nói từ đầu đến cuối thôi 20 năm sau Hơn 20 năm sau Trải qua một thời gian tu nhân tích đức Hành thiện bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện Làm theo lời Phật dạy Tiếp tăng đổi chúng làm chùa tô tượng đúc chuông Vân vân Làm tất cả các công việc gì Phúc thiện mà một vị sư cần phải làm làm không từ nan làm không mệt không mỏi mệt làm không gì biết chán thì các vị thấy bây giờ sao chúng tôi chỉ cần gì mà nghe tin đâu chúng tôi ngồi giảng rằng chúng tôi đến đạo tràng nào giảng pháp thôi các phật tử rất hoan hỉ kéo đến để nghe thậm chí là gì? người ta chưa đến cái ngôi chùa khai nguyên này một lần chưa từng một lần chạm mặt gặp mặt tôi người ta chỉ qua những kênh thông tin bạn bè nói là có cái thầy này thầy này giảng kinh địa tạng như thế như thế đấy và người ta thì phải tin nghe và thực hành y giáo phụng hành, nhất tâm phụng hành. Hôm rồi pháp hội Vô Lan hôm rồi có ba Phật tử ở tận ở trong cái gì nhỉ? Lâm Đồng, ở Lâm Đồng. Ba Phật tử tận trong Lâm Đồng. Gần 1 giờ đêm mới đi tàu, đi tàu với đi taxi về tới đây. Sáng sớm hôm sau tôi đi ra, đi một vòng đi kinh hành và ra đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng để trước khi vào Pháp hội. Ở ngoài chùa Một Cột, thấy ba Phật tử ra, nhìn thấy thầy là người ta đã cười tuét tuét ra rồi, cười rất hoan hỉ rồi. Và sang tận nơi thì người ta nói là nghe tiếng lở lỡ, Bắc Nam pha trộn thì hỏi ra mới biết thì họ ở quê miền Bắc nhưng vào sinh sống ở trong Lâm Đồng hơn 30 năm nay rồi và Phật tử nói rằng ấy, nghe giảng nghe thầy giảng nghe mọi người giới thiệu và nghe thầy giảng và mong rằng ấy một lần ra được gì được gặp thầy được đỉnh lễ thầy và được gì được tận mắt nhìn thấy gì thấy thầy và trực tiếp được tham dự một pháp hội của thầy về sau này có vãng sinh gì cũng khỏi ân hận có chết thì cũng đã các vị thấy không? ngày xưa thì 30 bà vái thì 20 bà ngủ gật năm sáu bà nói chuyện chỉ còn có, có một gì một hai bà thì nghe thôi nhưng bây giờ thì không cần phải mời người ta nghe không cần phải bắt người ta nghe chỉ cần nghe tin rồi hoặc là nghe đấy mình mình giảng là oan hỉ họ nghe rồi Đó, nhưng bây giờ chưa như thế là được chưa chưa được vẫn chưa được mới có tạm tạm thôi còn phải tham mà tu nhân tích đức làm sao đó để mười năm nữa hai mươi năm nữa thậm chí là làm cho đến hơi thở cuối cùng phật bồ tát còn thương còn cho mình ở lại trên thế gian này mình phải cống hiến cho đạo pháp cho dân tộc cho chúng sinh nhỉ đến hơi thở cuối cùng đến khi đó có thể nó lại khác với hôm nay rất nhiều có thể nó khác hơn rất nhiều ngày xưa nói 30 người chỉ có 1 2 người nghe. Bây giờ nói 10.000 người thì có thể gì? 7 8.000 người nghe. Nhưng một vài năm nữa hoặc 1 2 chục năm nữa có thể nói hàng vạn người thì cả vạn người nghe thì sao? Hoặc gần vạn người nghe thì sao? Đó cho nên á tất cả ở đây chúng ta thấy gì? người học Phật, người hành đạo, người hoàng pháp tất cả về gì? đều do duyên. Chúng ta cũng đừng có buồn Khi mà chúng ta thuyết kinh giảng đạo Khuyên họ làm thiện Khuyên họ tu Phật họ không nghe Đừng có buồn Duyên họ chưa đến Chúng ta cứ làm cho tốt Và vẫn cứ khuyên Khuyên hôm nay chưa được Ngày mai khuyên Mai khuyên chưa được Thì gì ngày kia khuyên Khuyên cách này không được Thì gì. khuyên bằng cách khác Chứ Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư Ở các tỉnh phía Bắc Nói rằng là gì Hoàng Pháp Đưa ra các hội thảo Hoàng Pháp và các cụ á, đều chăn trở nói rằng ở miền Bắc á, cái truyền thống nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức của gì? của người dân miền Bắc và tín đồ Phật tử miền Bắc là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ chăn trở nhất là gì? Làm thế nào đó cho cho tuổi trẻ đến đến chùa. Nó không đến chùa làm sao nó học Phật? Không đến chùa làm sao nó nghe pháp? Mà không nghe pháp làm sao gì? Nó tu hành. Các cụ hội thảo về pháp về hướng dẫn Phật tử các bậc hòa thượng tôn túc đều chăn trở với vấn đề đó nhưng với tôi nghĩ gì đối với tôi tôi nghĩ trong lòng này phải có cách phải có cách để cho giới trẻ đến chùa phải có cách để cho giới trẻ gì nó tiếp cận với phật giáo bằng cách nào có cách và các quý vị thấy cách đó là cách nào lễ hội trang trí bây giờ giới trẻ nó thích đến chùa nó thích một ngôi chùa gì phải có hoa hoài thật đẹp phải có các tiểu cảnh thật gì rực rỡ để nói gì lễ phật xong nó ra nó quay phim nó chụp ảnh nó facebook nó vân vân với nhau mày thích vậy ư mày thích vậy ta cho gì cho mày vậy chúng sinh thích vậy ư chúng sinh thích vậy gì sư cho họ cái điều đó nhà chùa cho họ cái điều đó và tôi thấy quả thật khi mình biết vận dụng những cái pháp thế gian vào trong đạo Phật, vào trong Phật giáo, đặc biệt là ở cái thời thời này các công nghệ điện tử, tin học, vi tính, vân vân, các trang mạng xã hội, các thông tin à, truyền thông đại chúng phát triển rất nhanh, ta cũng có thể gì nương vào cái đó để đem giáo pháp đến với giới trẻ. Cho nên hai năm nay chùa khai nguyên tổ chức cái lễ hoa xuân lễ hoa hồng, có ngày đến hàng vạn, có ngày phải nói đến hàng vạn gì, các nam thanh nữ tú và giới trẻ đến chùa lễ phật một phần, họ quay phim chụp ảnh gì mười phần, tôi không quan trọng lễ phật một phần, quay phim chụp ảnh một mười phần, tôi chỉ biết rằng gì anh đã đến chùa anh đã biết chắp tay trước gì tôn tượng của phật của bồ tát hôm nay anh chưa biết chắp tay trước một vị sư tôi không buồn hôm nay anh biết chắp tay trước phật bồ tát chắc chắn ngày mai nó sẽ biết chắp tay trước một vị sư khi nó biết chắp tay trước một vị sư tức là cái tâm bồ đề của nó thì đã bắt đầu gì đâm chồi nảy lọc từ cái chỗ chấp tay trước phật trước bồ tát rồi đến một vị sư và ai dám khẳng định là một ngày nào đó nó không tới chùa nó gì nó học phật nó không tới chùa gì nó tụng kinh nó không tới chùa gì nó học đạo cho nên đó, mỗi cái cuộc cái kỳ hội thảo và à, về hoàng pháp vì hướng dẫn phật tử chúng tôi tham dự chúng tôi thì không dám phát biểu câu gì vì chúng tôi nghĩ rằng mình phát biểu ra có khi người ta lại cho mình là hâm cho mình là điên nhưng mà bằng cái hành động bằng cái việc làm đã chứng minh cái việc tâm mình chân thành mình có thể cảm hóa được gì được rất rất nhiều chúng sinh tâm mình chân thành mình không chỉ cảm hóa những chúng sinh bình thường mà mình còn quả cảm hóa được gì cả thiên long bát bộ cả hộ pháp thiện thần thậm chí là cả phật bồ tát các ngài gì cũng nhận được cái tâm chân thành của mình và luôn ở bên cạnh mình gia trì cho mình hộ pháp cho mình giúp đỡ cho mình đó cho nên chúng ta đừng có vội buồn khi chúng ta khuyên họ học Phật họ không không học khuyên họ gì tin Phật họ không tin khuyên họ đọc kinh họ không đọc đừng có buồn hãy dùng gì có rất nhiều phương tiện hôm nay họ chưa học hãy cố gắng làm ngày mai ngày mai họ chưa học hãy cố gắng làm tốt ngày kia và năm nay họ chưa học mình hãy cố gắng làm tốt cho gì sang năm nữa sang năm họ chưa học chưa tin chúng ta làm gì 10 năm nữa 20 năm nữa thậm chí gì hết cuộc đời này Cuộc đời nào chưa tin Chúng ta đừng có nản trí Đời sau ta sẽ nguyện gì Nguyện độ họ Độ cho họ Thậm chí như Đức Phật Thích Ca ngày xưa thì Ngài nguyện gì Ngài độ chúng sinh Chúng sinh không tin Ngài Ngài này nói Không tin nữa Thì bao giờ thì ta thành Phật Ta nguyện ta tìm đến nơi ta độ cho gì Cho những người này 500 con khỉ Ngày xưa 500 con khỉ Phật không thể độ cho họ Không thể dạy cho họ Tức là tiền thân của Phật không thể dạy cho họ Và Phật nói gì Nay ta ta không dạy được các ông gì Ta nguyện bao giờ ta tu hành đắc đạo Ta sẽ gì Quay lại độ cho các ông Và 500 tỷ khiêu Tức là 500 vị A-la-hán đệ tử của Phật Đó chính là gì Kiếp trước là 500 con khỉ Và 500 vị A-la-hán đời này đệ tử của Phật Đó chính là hậu thân của 500 con khỉ trước kia vậy Chúng ta thấy Đức Phật giáo hóa chúng sinh đâu phải một đời Đâu phải một kiếp đâu Chúng ta nay muốn gì Muốn đem chính pháp của Phật Đến với quảng đại quần chúng biết Muốn cho họ bỏ ác làm lành lấy là nhanh thiện Không chỉ một sớm một chiều mà có thể làm được Các quý vị Phải gì? Ăn nhẫn Và phải gì? Tinh tiến Và phải gì? Dụng, dụng tâm kiên cố Bền chắc Mới có thể gì? Độ được chúng sinh Hôm nay nó chưa độ được Cứ kệ cho nó gì? Nó rong chơi đi kệ cho đông chơi, một ngày nào đó gì, nó đông chơi chán thì chúng tôi sẽ độ giống như sáng nay, à, có một đệ tử của tôi lên nói với tôi chào tôi để để ra đi, để tìm thầy khác để học đạo, tôi bảo được cứ đi đi, Xong vị này bảo với tôi là gì thì con đi à, một thời gian sau con lại về để lễ sư phụ, tôi bảo không cần cứ đi đi, à, đã đi thì cứ đi. đi. Thế bảo là thầy cứ cho con một năm Con về lễ một lần Tôi bảo không cần đâu Vì bảo là thầy bảo chúng con dạy chúng con là nhất tự vi sư Bán tự vi sư mà Thì cho nên chúng con về Thầy cho con về bảo Ừ tôi dạy như thế Nhưng mà bây giờ cứ đang trên bước đường đi học Thì cứ đi mà học đi đã Bao giờ chứng thính của A-la-hán mới quay về gì Mới quay về báo đáp ân thầy Mới quay về lễ Phật lễ Tổ quay về lễ thầy Lúc đó thầy mới tiếp Tôi nói như vậy nghĩa là gì? đời này chưa độ được, đời sau độ. Cái trò nó chơi chán, đi chán. Ở đây cũng thế. Thầy khuyên phật tử này cũng đừng có vội vàng cái gì cả. Hôm nay chưa được thì mai, mai chưa được thì kia. Năm nay chưa được thì năm sau. Đừng có thấy là mình làm việc thiện, khuyên họ chưa được mà mình chán, mình bỏ. Đừng có bao giờ nghĩ cái điều đó. Độ người này không được thì độ người khác lo gì đâu chúng ta có tâm á, thì sẽ có đất để dụng võ mà có trí có tài có đức á, thì sao có người tin theo thôi hôm nay là chưa hiểu dần dần sẽ có người hiểu chúng ta ừ.